hiểu luật và chơi đúng luật để tránh những tổn hại về vật chất, danh tiếng lẫn chi phí cơ hội về sau. Đó chính là lời khuyên mà các chuyên gia về luật cạnh tranh khuyến nghị tại hội thảo bàn về luật cạnh tranh và kinh nghiệm Nhật Bản trên mảng vật liệu xây dựng sáng nay, ngày 18 tháng 12. Ông Hiroyuki Yamashita, chuyên gia thường trú của Ủy ban Thương mại lành mạnh Nhật Bản tại Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, tại Nhật đã có tiền lệ Cục Quản lý Cạnh tranh can thiệp điều tra và xử phạt nhiều vụ liên quan đến việc cạnh tranh không lành mạnh. Đơn cử như trường hợp xứ phạt một loạt 7 công ty xây dựng và cung cấp EPS Block, một sản phẩm được dùng trong công nghệ xây dựng EPS làm bờ kè, xây tường, và cố mố cầu. Đây là những công ty đã gian lận và thỏa hiệp với các công ty tư vấn được chính phủ yêu cầu thiết kế công trình. Tổng số tiền phạt mà các công ty này phải nộp lên đến hơn 1,85 triệu đô la và bị liệt vô danh sách đen. Một trường hợp khác là cơ quan quản lý cạnh tranh điều tra và xử phạt Hiệp hội sản xuất bê tông trộn sẵn của quận Nara năm 2001, khi hiệp hội này lúng đoạn thị trường bằng cách hợp tác với các nhà cung ứng nguyên liệu xi măng cho một công ty mới gia nhập thị trường. Theo số liệu của Cục Quản lý Cạnh tranh Việt Nam, đến nay tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận có vụ điều tra nào liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường vật liệu xây dựng. Ông Yamashita cho rằng điều này không có nghĩa là không có vi phạm về cạnh tranh. Uh, Mặc dù trên thị trường không có sự xuất hiện của công ty độc quyền, nhóm độc quyền, nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự cạnh tranh. Hoàn toàn có khả năng các công ty ngồi lại để giữ mức giá luôn cao. Cục cạnh tranh nên xem xét và liệu có khả năng kê giá hay không, đặc biệt là trên nhóm hàng xi măng. Hiện tại, Việt Nam, nhiều nhóm vật liệu xây dựng cung cao hơn cầu, đặc biệt là xi măng. Theo số liệu của Bộ Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, từ năm 2008 đến năm 2013, công suất sản xuất xi măng tại Việt Nam đã tăng rất nhanh từ 42 triệu tấn một năm 2008 lên mức 74 triệu tấn một năm năm 2013.